2 đã sắp đến, và hôm nay Rosa sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một số loại thức uống để dành cho đặc biệt dành cho cái ngày lễ tình nhân này. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái món đầu tiên này mình có tên là Love Story. Nguyên liệu mình gồm có là mình sẽ có nước ép dâu, mình sẽ có 50ml nước ép dâu. Hai mươi ml nước cam, hai mươi ml nước thơm, thế mình sẽ có 20ml rượu whisky. Mình có vài giọt nước chanh muối. Mình có 15ml siro quả mít. Sau đó mình sẽ khuấy đều lên và mình cho đá. Rồi, sau khi mình cho đá đầy ly mấy bạn ha, mình sẽ trang trí với lá cam và trái cherry. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn cái lá cam. Rồi, mình có một cái muỗng khuấy để cái dù. Tiếp tục mình sẽ giới thiệu các bạn món thứ ba. Món này mình sẽ đặt tên cho nó là đêm hạnh phúc. Nguyên liệu của mình gồm có nè: 50ml nước xoài, 60ml nước cam, 50ml nước chanh dây. Mình có 1/2 muỗng đường, một vài giọt nước chanh muối, 20ml rượu whisky, mình có nước của một quả tắc. Cuối cùng mình có 20ml siro trái đào. Mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp để lên cho nó tan đường ha, rồi mình cho đá đầy ly. Và sau đó mình sẽ trang trí với một lá chanh, cây khoái và ống hút. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món tên là Honeymoon. Nguyên liệu của mình gồm có là 120ml nước cam,
mình có 2 muỗng đường, 20ml rượu whisky, mình có một vài giọt nước chanh muối. Mình sẽ cho tất cả nguyên liệu của mình vào máy xay, nhưng mà mình chỉ trộn đều lên thôi, là không xay cho dễ. Rồi trước khi mình cho thức uống ra ly thì mình sẽ trang trí. Rồi sau khi mình đã trộn đều lên ha, mình sẽ rót thức uống ra ly nè. Rồi mình sẽ có một cây quấy và một cây ống hút nữa. Rồi, khi dùng thì mình khuấy đều lên là mình sẽ dùng. Rồi, món tiếp theo của ngày hôm nay là món lớp gia đình. Nguyên liệu của mình gồm có nè, 60ml nước xoài, 60ml nước dâu, 1/2 muỗng đường, 20ml rượu whisky, 1 vài giọt nước chanh muối. Đó mình sẽ khuấy tan đường lên trước, và mình sẽ cho vào đó 15ml siro hạt lựu. Mình sẽ khuấy đều và mình sẽ cho đá vào rồi. Mình sẽ trang trí với lát chanh và trái cherry. Như vậy khi dùng mình khuấy đều lên mình sử dụng. Với những cái công thức mà đặc biệt dành riêng cho ngày Valentine thì hy vọng thì sẽ mang đến cho các bạn những cái giây phút bên người thương yêu của mình thật là đặc biệt và thật là ý nghĩa hơn với những cái ly nước mình tự tay mình làm ra. Và chúc cho mấy bạn có một cái mùa Valentine thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thương yêu. Xin chào.